Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Văn hóa Việt ngày 2 tháng 6 năm 2024 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hàng nghìn người dân và du khách tham dự lễ khai mạc tuần du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2024 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 năm 2024 kéo dài trong 3 tháng, hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn với du khách khi tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, các tác phẩm truyện thiếu nhi của nhà văn nổi tiếng người Áo Miralov được giới thiệu tới đông đảo độc giả Việt Nam. Thưa quý vị, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và kỷ niệm 67 năm ngày thành lập nhà xuất bản Kim Đồng 17 tháng 6 1957, 17 tháng 6 2024, chiều ngày mùng 1 tháng 6, nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức chương trình giới thiệu sách thiếu nhi của nhà văn Áo nổi tiếng Miralov với độc giả Việt Nam. Sự kiện không chỉ góp phần kết nối giao lưu hai nền văn hóa Áo Việt mà còn là cơ hội giới thiệu đến độc giả Việt Nam nền văn học thiếu nhi Áo qua các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn nổi tiếng Miralov. Các tác phẩm của Miralov được giới thiệu gồm Chuyện dài, Bà ngoại trên cây táo và ba tác phẩm sách tranh Lại đây nào mèo bảo, Tôi là tôi bé nhỏ, Thành phố quanh vòng quanh. Dù ở chuyện dài hay chuyện tranh, Miralov đều thể hiện một cái nhìn trân trọng đối với trẻ thơ. Đối với bà, thế giới chỉ có thể tốt đẹp hơn khi những công dân nhí được có tiếng nói của riêng mình. Văn chương của Miralov đề cao tinh thần bác ái, hòa bình, nhân văn sâu sắc. Mình thì thấy rằng là mình rất là muốn mở ra là những một cái con đường để đến với lại cả những cái văn học của nước ngoài ấy. Thì văn học nước ngoài nó không phải là chỉ có những cái chuyện cho người lớn hay là không phải là chỉ có thơ, mà nó chuyện cho trẻ em cũng rất là thú vị. Nó thú vị ở nhiều cái góc cạnh khác, lấp lánh khác nhau. Nó cũng như là một cái viên diamond ấy, nó có rất là nhiều facet khác nhau. Thì mỗi cái cuốn sách nó cũng như là một cái facet đấy, nó cũng có những cái chiều lấp lánh của nó. Mình muốn mang nó lại với cả độc giả Việt Nam. Tại sự kiện, các em nhỏ đã được giao lưu với dịch giả Chu Thư Phương và một số thành viên trong câu lạc bộ tiếng Đức Học viện Ngoại giao đã tham gia dịch thuật cuốn Lại đây nào mèo bảo để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của những tác phẩm. Em lựa chọn cái cuốn sách này là một cái lý do về cuốn sách này nó khá là một cuốn sách thiếu nhi, nó khá là đơn giản và nó giúp ích rất nhiều cho cái việc học của bọn em ấy. Thì nó có các kiểu ngữ pháp các thứ để bọn em có thể tiếp cận nó một cách dễ dàng nhất, và từ đó là cái ý nghĩa của câu chuyện nó cũng rất là hay. Là sau khi mà còn từ xong câu chuyện thì nó cũng kiểu rút ra cho bọn em rất nhiều là bài học về. Hôm nay đến buổi ra mắt sách em rất vui và hào hứng, em ấn tượng với cuốn sách Lại đây nào mèo bảo vì nó giúp trở lại về tuổi thơ. Tại sự kiện, các em nhỏ cũng được xem kịch do câu lạc bộ tiếng Đức Học viện Ngoại giao biểu diễn và tham quan triển lãm tranh minh họa các tác phẩm của Miralov của hai họa sĩ Susie Wegen và Angelika Kaufmann. Chương trình như một nhịp cầu kết nối giao lưu hai nền văn hóa Áo-Việt cũng là cơ hội để giới thiệu đến độc giả Việt Nam nền văn học thiếu nhi Áo. Kính thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 6, tại khu du lịch Tam Cốc Bích Động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc tuần du lịch năm 2024 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An, thu hút sự tham dự của hàng nghìn người dân và du khách. Tuần du lịch năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng nhân dịp kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Đây cũng là sự kiện du lịch quan trọng, góp phần tôn vinh giá trị di sản, thiên nhiên, văn hóa, hình ảnh đất và người Ninh Bình cùng bản sắc du lịch riêng có của danh thắng Tam Cốc, Bích Động đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế. Cánh đồng lúa Tam Cốc từng được chuyên trang du lịch Business Insider, Anh, bình chọn là một trong 5 cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Bên cạnh vẻ đẹp thẩm mỹ, giá trị địa chất địa mạo, Tam Cốc còn ẩn chứa nhiều dấu tích lịch sử nhân loại cách đây hàng vạn năm, tạo tiền đề hình thành kinh đô Hoa Lư thế kỷ 10, thống nhất quốc gia dân tộc, phục hưng văn hóa Việt. Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 diễn ra từ nay đến hết ngày 8 tháng 6, với nhiều hoạt động văn hóa du lịch độc đáo, ấn tượng, mang đặc trưng riêng, tạo nên một không gian văn hóa sinh động, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế.
lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 năm 2024 với chủ đề Hành trình làm nông hạnh phúc đã khai mạc vào sáng 1 tháng 6 tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Kéo dài trong 3 tháng, sự kiện này được kỳ vọng sẽ là sản phẩm du lịch, điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với thành phố Hồ Chí Minh trong dịp hè năm nay. Những hoạt động truyền thống đã trở thành thương hiệu của lễ hội trái cây Nam Bộ như chợ đặc sản trái cây Ba Miền, trưng bày trái cây khổng lồ, trái cây độc lạ, diễu hành trái cây, thi tạo hình trái cây, tôn vinh nhà nông, tiếp tục hút khách ngay ngày đầu tiên khai mạc lễ hội. Từ đào Sapa, mận Hà Nội, bơ sáp Đắk Lắk, xoài cát Hòa Lộc, măng cụt, bòn bon Lái Thiêu, đến nhãn xuồng Trà Vinh, sầu riêng Bến Tre, Tiền Giang, Lâm Đồng, chôm chôm Long Khánh. Hàng chục loại trái cây ngon hấp dẫn góp mặt để khách tham quan thưởng thức mua sắm. Tôi tham quan một vòng thì tôi biết được là trái cây ở đây thứ nhất là tôi nhìn là một là thấy trước mắt là ngon, hai thì mình nghĩ rằng là Suối Tiên mà sẽ có những cái cây gì là sẽ cây không có dạng như là rau nở ngoài chợ. Thì mình có thể đến đây, thay vì mình đi về miền Tây để mình mua đồ thì mình có thể đến đây thì mình có thể mua được hết tất cả các loại trái cây ở miền Tây đem lên. Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2024 có thêm các hoạt động mới để khách tham quan tương tác trải nghiệm như chuỗi hoạt động kêu gọi tinh thần đoàn kết chung tay bảo vệ và hành động vì môi trường xanh sạch lành, chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP. Đưa lên cái lễ hội hôm nay là những sản phẩm được trồng hữu cơ tại Củ Chi. Ngay ở đây cũng có rất là nhiều sản phẩm tươi và ngon và có thể là so sánh và giới thiệu với tất cả các tỉnh bạn ở đây. Ngày khai mạc lễ hội có sự tham gia của các hội hữu nghị Việt Nam như Việt Nam ASEAN, Việt Nam Ấn Độ, Việt Nam Indonesia, Việt Nam Campuchia, mang đến sắc màu đa quốc gia cho lễ hội thêm ấn tượng, góp phần nâng tầm du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 2024, lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 được kỳ vọng tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo riêng biệt, điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước trong cao điểm du lịch hè. Năm ngoái sự kiện đã đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc không gian trên bến dưới thuyền tại kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, bến Nội Đô thuộc địa bàn quận Nhất. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội sông nước nhằm tái hiện không gian chợ nổi miền Tây Nam Bộ xưa và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền tới du khách và người dân. Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu, không gian trên bến có các gian hàng trưng bày, triển lãm sản vật, sản phẩm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Bên cạnh còn có các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch đường thủy và du thuyền, các hoạt động tương tác cho khách tham quan như trải nghiệm làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thắt lá dứa. Còn không gian dưới thuyền tái hiện chợ nổi miền Tây với các thuyền giới thiệu món ăn, trái cây và bánh dân gian Nam Bộ. Ngoài ra, khu vực sân khấu nối sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ miễn phí vào các buổi tối như đờn ca tài tử, cải lương, nhạc acoustic. Ban tổ chức cho biết, du khách có thể đến tham quan tự túc hoặc mua tour trọn gói của các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 1 tháng 6 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác ca khúc về Tòa án Nhân dân hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tòa án 13 tháng 9 1945. Dự lễ bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Trại sáng tác được tổ chức từ 25 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6 với sự tham dự của 16 nhạc sĩ nòng cốt của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Các tác giả đánh giá sáng tác ca khúc về Tòa án Nhân dân là một chủ đề khó. Đối với đề tài này, vừa là thử thách nhưng cũng vừa là động lực và chính là cảm xúc để cho các nhạc sĩ phát huy hết khả năng, cho ra đời những ca khúc cảm xúc thể hiện những khó khăn, vất vả của ngành tòa án. Về mặt chuyên môn, các nhạc sĩ đã có sự đầu tư trong cách viết, bút pháp tinh tế cho từng biểu cảm, từng nốt nhạc trong sản phẩm của mình, phù hợp với đời sống âm nhạc hiện nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Văn hóa Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!